Ba ơi, con thấy chiếc xe kia kìa, cổ không phải cũ đâu ba ơi. Ba ơi, con đói bụng quá, ba dẫn con đi ăn bò bít tết Alibaba những tên cướp cướp cướp. Alibaba bò những tên cướp. Ồ, ở ngoài kia có xe lam kìa, dễ thương quá. Lâu lắm rồi mới thấy xe lam đó. Hồi có cũng phải 30-40 năm là xe lam thịnh hành, cứ đi đâu cũng thấy xe lam. Chú ơi, cho con gì? Cho con một bò bít tết có xúc xích và trứng. Dạ. Và thịt rau ha, rau không? Dạ không. Con biết là rau sao? Rau tốt sức khỏe đó. Wow, nhìn thấy ngon chưa Suki? Dạ. Con thích ăn thịt bò này không? Dạ thích. Đó, cứ trộn lên đó con. Trộn trên lò bên sống luôn hả? Không, cái này là lò quả diệm sơn. Đó là hình con bò đó. Đó, hình con trâu rồi. Ừ. Đó, cái trứng lên đó. Ghê quá bà ơi. Sao ghê? Tôi sợ. Sợ nóng hả? Ơi, ở trường con ăn nhanh nhất. Ngày nào con ở trường con ăn nhanh nhất giúp các bạn. Con càng lớn lên, thì độ ăn nhanh của con càng tăng lên gấp một lần. Bà nghe nói là con ngồi cái bàn riêng luôn mà bà ăn nhanh đúng không? Bà yeah, ăn giỏi đó. Bà ăn nhanh. Ngày nào con ngồi bà ăn nhanh, con ăn nhanh nhất và ăn canh nhất. Cô có khen con không? Bà khen lắm luôn á. Cô khen ăn giỏi đúng không? Đây nước ngọt nè, cô thấy nước ngọt không? Con cũng thích uống nước ngọt hay hơi đúng không? Đây cái menu nè, giá ăn rất là bình dân. Dạ. Bạn một ly nước ngọt mát lạnh, Suri cũng thích nước ngọt. Bây giờ chú đã chọn dọn ngay Suri ăn rồi đó nè. Nhưng mà ngày nào á, con ăn nhanh nhất á, cô Chi á cũng nói con là bạn Suri ăn xong rồi nè. Bây giờ đến lượt mình ăn nha. Miếng thịt ở đây nó mềm, thịt bò nó mềm, trứng nữa, và cũng có xúc xích nè. Mình ăn ở nhiều chỗ rồi nhưng mình thấy chỗ này là ngon, giá bình dân. Đúng rồi, mà nó nêm gia vị sao á, mà nó thấm với miếng thịt nên mình chỉ cần một miếng tương ớt nữa thôi, không có cần chan nước tương đâu. Suri rất thích tương cà cho nên Suri xịt nhiều lắm. Vừa vừa thôi con ơi. Wow, cho luôn rỡ tay xịt nhiều cho ba quá rồi. Mẹ nó kìa. À, nhưng mà nói đến cái vấn đề ăn nhanh hồi nãy á, Suri nhớ ăn chậm chậm bên nha con, chứ ăn nhanh quá mình sẽ bị đau bao tử đó. Con mới ăn 2-3 muỗng, có ăn nhanh con mới ăn 20 muỗng đã hết tô rồi. Nhưng mà nhớ mình ăn chậm chậm thôi nha. Chậm chậm đi cho con rùa. Rồi, bò mềm và thơm hết sức luôn nha. Mà bánh mì nó đặc ruột nữa, mới ra lò. Nãy cái anh chủ quán á, anh chạy đi mua luôn á. Tại vì bán đắt có nội là bánh mì hết. Cái trứng nó vỡ, nó tràn ra nè. Có người nào thích ăn trứng chín thì nói ông chủ quán để anh làm cho chín lên nha. Mình riêng mình thì trứng hơi hơi thôi. Ở đây anh có bỏ bơ nữa, nó thơm. Anh sợ béo, anh sợ mập đó, cho nên anh bỏ bơ. Đó, vừa ăn chưa? Bây giờ nè, cái miếng này nè, nó chỉ khế mà bỏ vô miệng là thôi ra. Ba cháy luôn, bầu chét chó luôn. Đó, tới lượt Suri. Dạ. Suri thích ăn trứng mà. Suri ăn trứng. Trứng ngon lắm đó ba ơi. Vừa ngon, vừa có tương cà ngon lắm đó ba ơi. Thêm xúc xích và thịt nữa. Ngon quá, ngày mai ba dẫn con đi ăn nha. Nhưng mà mỗi một ngày mình ăn một món ngon khác nhau đó nghe Suri. Dạ. Đó. Nè, Suri nhai sao? Nhai nhẹ nhẹ. Nhanh. Nhai nhẹ các ba ơi. Ủa sao con ăn trứng không vậy? Con không ăn xúc xích. Xúc xích con thấy ngán quá. Con thích xúc xích hả? Dạ không. Vậy lát ba ăn miếng xúc xích của con nha. Dạ. Rồi, con thấy ăn trứng xong với lại thịt bò, con thấy thích thịt bò không? Dạ. Ăn miếng thịt bò của nó làm sao? Ngon lắm ba.
Nó mềm đúng không? Nó không dai đúng không? Dạ. À, như mẹ ăn cái này là mẹ phải kẹp thêm miếng salad vô nữa. Salad salad chua chua ngọt ngọt ngon nha, mà giòn nữa. Phải có rau thêm nữa nha. Ăn nó tốt sức khỏe. Xúc xích đầy chất lượng chứ. Cái kẹp xúc xích nó lớn ở ngoài. Ba tê nè. Béo. Nó thơm lắm. Ba tê cũng ngon nữa. Thịt nè. Mà thích nhất là bò. Bò thơm. Hình như nó ướp nước hoa quả cho nên nó mềm, với lại chắc nó ướp qua đêm nữa. Cho nên nó thịt nó mềm và nó gia vị nó đậm đà. Nói chung là không có phải bỏ thêm nước tương gì hết, ăn vô là ngon liền luôn á. Tại sao giá nó rẻ nữa phải chăng? Với là nó bình dân mà. Thêm một cái ly nước ngọt miễn phí nè. Đó, ba ăn sạch bách rồi. Tính tiền cô ơi. Cái quán này ở trên góc đường ở rồi, xuống đi kêu tính tiền nè. Đối diện quán cà phê Trại Mẫn. Đúng rồi. Quán cà phê Trại Mẫn mới dựng con liên quán cà phê Trại Mẫn như ba. Ở đây nó xịt nước mát ghê luôn kìa, nước xịt kìa. Đúng rồi, còn mát mẻ, còn có cát khổng lồ nữa ba. Còn cá đen thui luôn. Đen thui luôn. Rồi, xuống đi mở cửa nè. Dạ, đẹp quá ba ơi. Lâu lâu con mới đến quán cà phê Trại Mẫn đó ba. Con uống muốn uống cái gì? Uống ly trà xanh. Matcha đúng không? Dạ. Rồi, ô bánh này xui thôi. À, matcha, hai len trà xanh. Cái đó ở Highland trà xanh, cỡ này là quán Trại Mẫn nó cũng có matcha nữa. Đúng rồi. Còn uống matcha con thấy thích không? Dạ thích. Rồi, nhìn trang trí này giống Noel quá. Dạ. Ồ, còn miếng gỗ đại ngàn hay sao nè, nó làm ở cái bàn của quán xá. Cái bàn bằng gỗ bằng tay chứ ba. À, nó trà rất là mát. Mát mẻ lắm luôn á. Này không có đem cho chó đem vào chứ không thôi nữa là Momo nhà mình được đi vào đây chơi rồi. Con chó ở chỗ quán cà phê Trại Mẫn không được cho chó vô lúc ở trong đây, chỉ được mang lên lầu hay mang ở ngoài mà thôi. Ồ vậy hả? Vậy sao nãy không nói thu không nói sớm để ba đem Momo ra ngoài chơi. Dạ, nhưng mà con sợ em bị bắt cóc quá ba. Ba vừa cầm tay con và vừa cầm Momo em nữa. Momo nữa vừa bỏng làm sao được ai nắm tay con. Đúng rồi. Thôi bây giờ cũng uống gì, uống matcha. Con thấy sao nè? Ngon lắm, còn mát mẻ nữa. Con thích nhất là gì? Kem chi ở trên hay là ở dưới? Ở chỗ kem chi kìa. Kem ở trên mát ngon quá. Y cho vị trà xanh luôn đó ba. Thì đúng rồi, nó là mà chị trà xanh đó. Đúng rồi. Con lát con đi ra ngoài có cá không? Dạ được. Dạ. Nhưng mà ba sợ là hai cho con mình đi câu cá luôn á, là người ta nói là ui hai anh cha con chưa tính tiền tính chốn cái gì. Trời ơi, con đi ra ngoài một mình muốn được mà ba. Nhưng ba sợ con bị bắt cóc á. Ngày nào con ra ngoài con nhìn thấy ba mà. Nếu con nhìn ba con vơ tay ra để con trả ba mà ba kỳ quá. Đây cái cá này chú ý ơi. Wow, mát quá. Đó, con cá đó là con cá đen khổng lồ mà ba không biết tên gì hết. Khi hỏi ba cũng không biết tên gì luôn. Con cá này con cũng không biết. Này con cá tây tượng nè. Nó bị mất cái đuôi rồi, chắc hồi xưa nó vận chuyển hay gì á, nó bị mất cái đuôi tội nghiệp lắm. Ba vận chuyển là sao vậy ba? Nó vận chuyển con cá từ ở nơi khác lại đây nuôi. À thì con cá này khổng lồ nè con. Dạ. Đây là con cá chép màu vàng óng ánh luôn. Con thấy có 4 con cá khổng lồ. Ok con. Con cá này dễ thương quá, bây giờ cho con nuôi đi. Con cá này lớn quá, nhà mình nhỏ quá, nuôi không được con ơi. Để về, nhà ba môn làm cho con một cái chậu cá bằng thủy sinh nhỏ để con nuôi bên cá đó nha. Cô chú nhớ subscribe và mấy bạn nhớ subscribe để cho nhiều kênh hơn. Để nhấn cái chuông màu vàng ở dưới. Tê 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 tê. Tê 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 tê. Bye bye, see you again.